vào bài mới, chúng ta sẽ cùng nhau vào bài mới. Và nếu như trong quá trình dạy mà thầy có dạy hơi nhanh thì em sẽ vào thì giáo sẽ dạy chậm lại nhé, để làm sao mà kịp được cái tiến độ của em, và em không bị chán nản. Хорошо, chúng ta phần đầu tiên chúng ta sẽ cùng nhau xem học phần từ mới nào. Hôm nay là bài số 3 đấy. Đúng nào, đấy. Bài số 3. Хорошо. Thế vậy thì nhiệm vụ chính của em khi mà học giao tiếp là chúng ta phải nhớ được từ và sau đó chúng ta phải luyện nói được các đoạn đối thoại đấy nhé. Tác 1. Chúng ta sẽ cùng xem mẫu câu thứ nhất. Давайте познакомимся. Em nói nào. Давайте познакомимся. Từ này chúng ta đọc là познакомимся. Познакомимся. Chúng ta cùng làм quen nào. Давайте познакомимся. Chúng ta có từ thứ hai. Семья. 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 Gia đình. Từ thứ ba. Родители. 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 Nói nào. Родители. 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 Vẫn không nghe thấy âm ra, có thể là do mạng hay mình không nghe thấy cái âm trước của em. Родители. Родители. Đúng rồi. Отец. Отец. Отец là ông bố, còn có thể gọi là papa. Papa là từ hô ngữ dùng để gọi ở nhà, còn отец là từ chỉ cha mà ghi ở trong giấy tờ của chúng ta đấy. Ví dụ giấy khai sinh chúng ta dùng ghi отец chứ không ghi papa. Tương tự như vậy chúng ta có từ мать. Nói nè, мать. Мать. Мать là mẹ. Муж. Муж. Муж là ông chồng. Жена. Жена. Жена là bà vợ. Дети. Дети. Дети là các con. Сын. Сын. Сын là cậu con trai. Дочь. Дочь. Дочь, cậu con gái. Брат. Cô con gái. Брат là anh em trai. Сестра. Сестра. Сестра là cô em gái hoặc là chị em gái. Бабушка. 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 Là bà. Дедушка. 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 Là ông. Внук. 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 Внук là cháu gọi bằng ông. Внучка. 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 Là cháu gái gọi bằng ông bà. Племянник. 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 Племянник là cháu gọi bằng cô chú. Племянница. Пли, chúng ta đọc là пли. Племянница. Племянница. Đúng rồi, đọc là пли, em đọc từ ngay, em đọc пле, em sẽ khó đọc. Племянница. Племянница. Là cháu gái gọi bằng cô chú bác. Чоча. 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 Чоча là bà cô. Дядя. 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 Дядя là ông chú. Собака. Собака. Собака là con chó. Кошка. Кошка. Кошка là con mèo. Где? Где? Где là đâu? Вот. 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 Вот có nghĩa là đây. Đấy. Vừa rồi chúng ta đã cùng nhau đọc xong phần từ mới. Phần từ mới có video cho nên là thầy sẽ không yêu cầu em đọc lại bởi vì em phát âm tốt rồi. Nếu em muốn nghe lại thì em sẽ nghe lại video và ghi từ mới ra nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem phần giao tiếp. Chúng ta sẽ có một số đoạn giao tiếp. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc, em đọc theo thầy. Меня зовут Наташа. Меня зовут Наташа. Наташа. Это моя семья. Это моя семья. Моя семья. Tên tôi là Наташа, đây là gia đình của tôi. Наташа, кто это? Наташа, кто это? Кто это? Наташа, đây là ai vậy? Это моя мама. Это моя мама. Моя мама. Đây là mẹ của tôi. Её зовут Татьяна Михайловна. Её зовут Татьяна Михайловна. 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 Chúng ta biết âm O đứng sau trọng âm bị đọc gần sang âm Ơ. Thế. Михайловна. Михайловна. Это твой отец? Это твой отец? Отец. 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 Чет. Да? Чет. Чет. Это твой отец? Это твой отец? Нет, это мой дедушка. Нет,
Это мой дедушка. Его зовут Михаил Иванович. Его зовут Михаил Иванович. А где твой отец? А где твой отец? Вот он. Вот он. Его зовут Антон. Его зовут Антон. Хорошо. À, bây giờ em sẽ nói câu thứ nhất, thầy sẽ nói câu thứ hai nào. Em nói nào. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Семья. Trọng âm rơi vào ya. Это моя семья. Это моя семья. Đấy. Nó, em nói lại nào. Меня зовут Наташа. Это моя семья. Семья. Đúng rồi. Đấy. Lúc đó thì mới đúng trọng âm đấy. Наташа, кто это? Это моя мама. Ее зовут Татьяна Михайловна. А это твой отец? Нет, это мой дедушка. Его зовут Михаил Иванович. А где твой отец? Вот он. Его зовут Антон. Хорошо, молодец. Chúng ta cùng nhau xem tiếp. Добрый вечер. Đọc theo thầy. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Давайте. 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 Ở đây chúng ta cần phải giải thích là gì nào? Cái form, tức là cái mô hình mẫu câu khi mà người ta muốn nói làm quen. Đấy. À, người ta sẽ nói là Давайте познакомимся. À, thế vậy thì cái từ Давайте này ở đây nó được dùng như là một cái thức mệnh lệnh. Nhưng mà cái thức mệnh lệnh này là thức mệnh lệnh ở ngôi thứ nhất, tức là thức mệnh lệnh mà người nói sẽ cùng tham gia vào. Người nói là ngôi thứ nhất mà. Em hiểu chưa? Đấy. Người nói là gì? Ngôi người nói là ai? Là Ia. Ia là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất. Vậy thì Давайте познакомимся, tức là chúng ta hãy cùng làm quen nào, thì có nghĩa là cái người nói người ta cũng sẽ cùng tham gia vào cái hành động này, đúng không nào? Đấy. Thế cho nên là ở đây sẽ có cái định dạng gọi là thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất. Định dạng của nó như sau, cái công thức định dạng của nó như sau. Công thức của nó đó là nó dùng Давайте. Давайте. Và cộng với động từ dạng kia ngôi thứ hai, ngôi thứ nhất số nhiều, nhưng mà phải là động từ thể hoàn thành, động từ thể hoàn thành đó. Do là chúng ta chưa có khái niệm về động từ cho nên ở đây mình chỉ giải thích sơ qua với bạn như vậy thôi. Thế và bạn cần phải làm sao nào? Bạn cần phải nắm được cái điều này đấy. Đó, để làm cái điều đó thì mình sẽ đánh dấu cho bạn cái cái hình này đấy. Đánh dấu cho bạn cái hình này. Đó. Thế và ở đây chúng ta sẽ đấy. Đó. Thế như vậy ở đây chúng ta đã có một cái định nghĩa, có thể nói là một cái định nghĩa đầu tiên. Mà những cái định nghĩa này thì thông thường các em nên đọc nó nhiều lần để cho nó nhớ. Đấy. Давайте, đó là ở đây có nghĩa là, mình quên không biết cho bạn một cái ý nghĩa nữa, đó là thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất. Đấy nhé. Chúng ta sẽ viết là thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất. Bởi vì sao? Trong quá trình học chúng ta sẽ nắm được một vài cái ba cái hình thức thức mệnh lệnh. Да. Да. Thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất đấy. Đó. Cái hình thức của thức mệnh lệnh ngôi thứ nhất đó là chúng ta dùng Давайте hoặc là Давай. Đấy. Давай hoặc Давайте. Che này có thể là có che, không có che. Người ta có thể nói Давай hoặc là Давайте. Đấy. Đó, ở đây chúng ta sẽ nhìn thấy là tất cả, để cho em nhìn rõ cái đuôi của nó là nó có thể có hay không có. Tất cả đấy. Tốt.
Ôi. Nó. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau xem được cái gọi là một cái hình thức ngữ pháp mà một cái định dạng ngữ pháp đầu tiên. Thông thường định dạng ngữ pháp này người ta sẽ cho các em học sau, nhưng mà do chúng ta gặp ở đây cho nên là mình nhắc bạn luôn, và bạn hãy đọc thuộc cái định nghĩa này. Thức mệnh lệnh của ngôi thứ nhất đà vai chia cộng với động từ thể hoàn thành ở dạng chia ngôi thứ nhất số nhiều, đó chính là ngôi mươi. Ngôi mươi là ngôi thứ nhất số nhiều em chết đấy. À đó. À thế vậy thì chúng ta có câu đà vai chi pozna ko mim sa. Chúng ta hãy cùng làm quen nào. Đấy. À đó. À thực chất ra cái ý nghĩa này mình sẽ không nói với ai. À, bởi vì sao các bạn học là hơi chậm. À riêng em mình có cảm nhận em học khá là nhanh đấy. À, cho nên là mình đưa ra cái định nghĩa này để giúp cho em sẽ nắm bài tốt hơn. À thế và trong quá trình học mình sẽ thường xuyên là kiểm tra xem cái khả năng tiếp thu của em đến đâu, và mình sẽ điều chỉnh cái tốc độ bài giảng cũng như là cái nội dung truyền đạt đấy, mình sẽ điều chỉnh để cho nó phù hợp. À tiếp theo nào, sau khi người ta nói davai chi pozna ko mim sa thì người ta sẽ trả lời davai chi. Davai chi. À người ta nói chúng ta cùng làm quen nào, thì chính là nào thì cùng làm quen. Davai chi là như vậy đấy. Menya zavut Larissa. Tên tôi là Larissa. Я студентка, tôi là nữ sinh viên. А как вас зовут? Thế còn anh tên là gì? Đấy. Очень приятно, Лариса. Лариса rất là hân hạnh. Меня зовут Андрей. Tên tôi là Андрей. Tôi cũng là sinh viên. Я тоже студент. Это ваша семья? Đây là gia đình của chị đấy à? Да. Это мои родители. Đúng rồi. Đây là bố mẹ của tôi. Их зовут Иван и Наталья. Họ tên là Иван và Наталья. А кто это? Thế còn đây là ai? Это моя сестра. Đây là em gái tôi. Ее зовут Катя. Nó tên là Катя. Она преподавательница. À, như vậy là có thể đó là người chị đó. Nếu cô này là sinh viên, còn đây đã là преподаватель thì có nghĩa là người chị. À, thông thường những cái đoạn văn tiếng Nga đôi khi có phải đọc đến tận cuối cùng, lúc đó chúng ta mới hiểu thực chất cái ý nghĩa của nó, và lúc đó chúng ta mới có thể điều chỉnh được cái cách xưng hô của mọi người ở trong câu chuyện đấy. À, thế cho nên là đấy không phải là có điều gì khác thường cả, mà đó là cái chuyện thường xuyên xảy ra, bởi vì trong tiếng Nga việc sử dụng cái đại từ để chỉ người, chỉ các ngôi của người tham gia cuộc nói chuyện, nó rất là ngắn gọn cô đọng, nó không như phong phú như cái ngôi của tiếng Việt, cho nên là chúng ta không xác định được ngay đó là ai. À, tác vụt. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. À, давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Давайте. 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 Меня зовут Лариса. Меня зовут Лариса. Я студентка. Я студентка. А как вас зовут? А как вас зовут? Очень приятно. Очень приятно. Очень приятно. Лариса. 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 Меня зовут Андрей. Меня зовут Андрей. Я тоже студент. Я тоже студент. Это ваша семья? Это ваша семья. Да, это мои родители. Да, это мои родители. 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 Их зовут Иван и Наталья. Их зовут Иван и Наталья. А кто это? А кто это? А кто это? Это моя сестра. Это моя сестра. Это моя сестра. Ее зовут Катя. Ее зовут Катя. Она преподаватель. Она преподаватель. Преподаватель. Хорошо. Молодец. Преподаватель là giảng viên ở trường đại học đấy. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại. Thầy sẽ đọc một câu, em đọc một câu. Добрый вечер, давайте познакомимся. Давайте. Давайте. Меня зовут Лариса. Лариса. Я студентка. Я студентка. А как вас зовут? Как вас зовут? Очень приятно, Лариса. Меня зовут Андрей. Я тоже студент. Это ваша семья? Да, это да, мои это родители. Родители. Их зовут Их Иван, зовут и, Иван Наталья. И Наталья. А кто это? Это моя сестра. Это моя сестра. Ее зовут Ее Катя. Зовут Катя. Она преподаватель. Она преподаватель. Хорошо, молодцы.
Dasemijom, chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp đoạn đối thoại tiếp theo. À, chúng ta thấy những đoạn đối thoại tiếp theo nó cứ dài hơn ra đấy. Хорошо. À, chúng ta sẽ cùng nhau xem nào. Bây giờ thì giáo sẽ dành cho em đọc luôn. À, để xem là em đọc như thế nào nào. Xem là có cái gì khó khăn không nào. Đọc nào. Tự đọc nào. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Антон. Моя фамилия Петров. Очень приятно, Антон. А меня зовут Наташа. Моя фамилия Макарова. 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 А, đây, thực chất là моя фамилия Макаров. Макаров là đối với nam và Макарова là đối với nữ đấy. Макарова. Макарова. Đấy nè, đấy, đọc nè. Макарова. Макарова. Tiếp theo nào. Наташа, это ваша семья? Да, это мой дедушка. А, trọng âm nè, trọng âm rơi ở đâu nè. Дедушка. Это мой дедушка. 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 Да. И моя? И моя бабушка. Бабушка. Да. А, это мой дядя. Дядя. Дядя, хорошо. Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Как его зовут? Его зовут. Да. Его зовут Дмитрий. Дмитрий. Хорошо. Он преподаватель. Он преподаватель. Преподаватель. Хорошо. А кто это? Кто это? Это моя сестра. Сестра. Она. Она. Ее дочь, Маша. 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 Моя племянница. 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 Так, племянница. Племянница. Да, это моя племянница. 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 Хорошо. А это ваш брат? Ваш брат. Да. Нет. Нет, это мой друг, это мой Андрей. Друг Андрей. Он студент. Он студент. Он студент. Он студент. Он студент. Да, как она? Он преподаватель. Он преподаватель. Он преподаватель. Хорошо, мой дедушка и моя бабушка. Мой дедушка, мой дедушка и моя бабушка. И моя бабушка. Хорошо, моя фамилия Макарова. Моя фамилия Макарова. Макарова. Хорошо, моя фамилия Петров. Моя фамилия Петров. Петров. Có âm phở cuối đấy. V này bị biến thành phở đấy. Моя фамилия Петров. Моя фамилия Петров. Đúng rồi, đấy. Хорошо. Bây giờ thầy sẽ đọc câu thứ nhất, em đọc câu thứ hai. Здравствуйте. Давайте познакомимся. Меня зовут Антон. Моя фамилия Петров. Очень приятно. Очень приятно. Антон. Антон. А меня зовут, Наташа. Наташа. Моя фамилия, Макарова. Макарова. Наташа, это ваша семья? Да, это мой, да, это дедушка, мой дедушка и моя бабушка. Моя бабушка. А это мой, а дядя. Это мой дядя. 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 Да. Дядя. Да. Дядя. Хорошо. Как его зовут? Его зовут, его зовут Дмитрий. Дмитрий. Он преподаватель. Он преподаватель. А кто это? Это моя, это сестра, моя Анна, сестра Анна и ее дочь, ее Маша. Дочь Маша. 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 Моя племянница. 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 Да, моя пли. Em cứ đọc là pli thì em sẽ đọc được. Маша, моя племянница. Маша, моя племянница. Đúng rồi. Хорошо. А это ваш брат? Нет. Нет. Это мой друг. Это мой Андрей. Друг. Андрей. А, студент. Он? Нет. Он студент. Хорошо. Хорошо. Так, а, chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. À, cũng tương tự như vậy. Ở đây chỉ có là cái ý nghĩa, cái nội dung của nó sẽ hơi khác đi một chút. Thế và ở đây chúng ta nhìn thấy là tên người cũng khác đi đấy. À, em sẽ lại tự đọc nào. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Меня зовут Мария. Нет, trọng âm rơi vào đâu? Мария. 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 Да. À, em nên nhớ rằng người Nga, cái ngôn ngữ tiếng Nga là của người Nga. Mà người, cái ngôn ngữ của nó thì họ nghe rõ lắm. Đấy. Chúng ta chỉ nói sai trọng âm một tí thôi, người ta lập tức người ta hiểu được ngay.
chúng ta chỉ cần nói cái giọng điệu hơi liếng đi một chút thôi là người ta nghe thấy ngay đấy. À thế vậy thì chúng ta lưu ý một trong những cái mà chúng ta cần nói rất đúng ở trong tiếng Nga, đó là trọng âm, đúng không nào? Đấy, ở đây người ta nói là gì nào? Меня зовут Мария. Nói nào. Мария. À đúng rồi, đấy. Nói lại nào. Меня зовут, xong đọc tiếp. Меня зовут Мария. Моя фамилия Иванов. Иванов. À sai rồi đấy. Sai trọng âm rồi đấy. À Иванова. Иванова. Đấy, đó. Моя фамилия Иванова. Nói lại nào. Моя фамилия Иванова. Да, хорошо. Это моя. Это моя семья. Да. Семья. Это мой. Отец. 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 Да. Его зовут Николай. Николай. А это мой мать. Моя. А это моя мать. Моя мать. Ее зовут Наталья. Папа и моя мама. Это мои родители. Мои родители. Это мои родители. Ở thế thấy khi nào đọc hẳn là moi với cả đọc là moi à. Đấy. À thế bây giờ mình sẽ viết cho bạn hai cái chữ đó thì bạn sẽ nhận ra ngay lập tức đấy. À trước hết chúng ta sẽ có đại từ, đây là người ta gọi là đại từ sở hữu. Em nhìn đấy. À chúng ta sẽ có đại từ sở hữu môi. À thấy chưa nào đấy. À đây nó là đây nó màu trắng cho nên là mình sẽ chuyển nó sang màu khác thì em sẽ nhìn thấy đấy. À, sẽ vàng nâu cho đẹp nhé. Đó. Chúng ta sẽ có từ môi. Môi là gì nào? Môi đó là đại từ nhân xưng. À đại từ sở hữu. Đi với các danh từ giống đực. Ví dụ môi papa, môi dedushka. Chúng ta biết rằng thế nào là danh từ giống đực nào? Danh từ giống đực đó là các danh từ chỉ đàn ông. Đấy. Có phải không? Đấy. Đúng rồi ạ. À nhé. Danh từ giống cái đó là những danh từ chỉ phụ nữ. À chúng ta nói nôm na như vậy đấy. Môi papa. Đúng không? Đấy. À thế mà nếu mà đi với danh từ giống cái mama thì phải là maya mama. Đúng chưa? Đấy. Môi papa maya mama. Thế đi đi với cái danh từ giống chung thì là mayo vino. Chúng ta đã biết từ này rồi đấy. Vino, vino là một danh từ giống chung đúng không nào? Đấy. À và khi đi với danh từ số nhiều thì là mai y. À, книги. Đấy. Mai ý книги. À đó, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn và nhận xét nhé. À chúng ta cùng nhận xét là môi ở đây. Chúng ta nhìn thấy môi ở đây đó là gì? Tận cùng bằng một phụ âm y. Thấy chưa? Đấy. Đây là phụ âm y của chúng ta. Chúng ta biết rằng cái chữ y mà có cái giống ngoặc như chữ á bên trên này đó là phụ âm y. Thế còn ở đây thì là nguyên âm y. Đúng không? Vâng. À có phải không nào? Đấy. Nguyên âm y. Nguyên âm y thì ở đây trọng âm sẽ rơi vào nó. Đấy. À trọng âm rơi vào nó. À thế nào là trọng âm rơi vào nó? À đây ví dụ như là chúng ta sẽ có một cái trọng âm nhé. À chúng ta sẽ có cái trọng âm đó là ví dụ như là chúng ta có chữ á chẳng hạn. Đấy. Đó. Thế và thầy sẽ lấy cái chữ, lấy cái trọng âm này để lên để cho em nhìn thấy, mô phỏng cho em thấy đó là cái trọng âm. Đấy. Tại quận. Đó. À, mai y. Thế chứ nào? Đấy. Đó. Mai y. Книги. Đấy, ở đây chúng ta sẽ có mai ý книги. Это вино. Đấy. Это мама. Đấy, bắt tạc vậy. Đúng không nào? Và это папа. Đó, thế như vậy để cho em nhìn thấy đó là cái trọng âm. À đó. Thông thường thì khi học thì là thầy chỉ đọc thôi và các em sẽ nhấn mạnh thì các em biết đó là trọng âm, đúng không nào? Đấy, bắt tạc vậy. Хорошо. Thế bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích xem hai cái chữ này nó khác nhau cái gì. Đây là môi. Môi thì trọng âm rơi vào đâu nào? Nó thì nó là âm tiết, từ có một âm tiết, Nó là từ có một âm tiết. Một âm tiết khi nào từ có một âm tiết? Khi mà từ đó có một nguyên âm. Đúng không? Đấy. Nguyên âm ô. Đấy. Có phải không nào? Thế mà khi mà từ có một âm tiết có nghĩa là từ có một nguyên âm, mà một nguyên âm thì có nghĩa là trọng âm rơi vào nó. Rơi vào chính cái âm ô này. Có đúng không? Đấy. À thế còn chúng ta xem cái từ này mai y thì trọng âm đây là đây có hai nguyên âm o và y, mà trọng âm lại rơi vào y thì nguyên âm o đứng trước nó bị đọc thành a. À cái đó chúng ta học rồi đấy, đúng không nào?
chúng ta có nhớ không nào? Đấy. À, nguyên tắc phát âm nguyên âm O ở trong từ. Nếu nguyên âm O đứng ngay trước trọng âm bị đọc là A, vậy thì đây là trọng âm đây. Đây là nguyên âm I, trọng âm rơi vào nó. Thì nguyên âm O đứng trước nó bị đọc là A, vậy ta đọc là mai ỉ. Thế còn đây là đại từ môi thì nó chỉ có một nguyên âm thôi là nguyên âm O, thì trọng âm rơi chính vào nó. Bởi vì sao? I đây là phụ âm chứ không phải nguyên âm. Đấy, hiểu chưa? I mà có cái dấu ngoặc này là I phụ âm. I phụ âm thì không thể có trọng âm rơi vào nó được. Hiểu chưa? Đấy, trọng âm chỉ rơi vào nguyên âm thôi. Đấy, đúng chưa nào? Em hiểu chưa? Vâng. Nó, hiểu rồi. Đấy, em hiểu rồi. Đã, хорошо. Thế như vậy là vừa rồi chúng ta lại nhắc thêm một tí nữa, đó là gì? Đó là nguyên tắc phát âm âm. À, nguyên tắc phát âm đại từ môi và mai ỉ. Đấy. À, thế và ở đây chúng ta học được thêm điều gì nữa? Môi là luôn luôn đi với các danh từ giống đực, maya đi với các danh từ giống cái, mayo đi với các danh từ giống chung, và mai y đi với các danh từ số nhiều, đúng không nào? Đấy, có đúng không? Đấy, à đó, à đúng không ạ? À, vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì? Minha zavut Maria, maya familia. Vậy danh từ familia là cái gì nào? Là tên, là họ đấy. Họ, và danh từ đây là danh từ giống cái đấy, bởi vì có đuôi ỉa đấy. À, thế vậy thì đại từ sở hữu phải là maya, maya familia Ivanova đấy. À, vot a mai e từ maya simia, simia cũng hóa ra là gì? Cũng là danh từ giống gì đấy? Giống cái, giống cái thì nó mới thành maya, em hiểu đấy. À, хорошо. À, đó. Thế vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau giải thích xong rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đọc lại nào. À, đọc lại bài nhé. À, ở đây thầy giáo sẽ ra câu hỏi. Trong này em đã hiểu hết chưa nào? Có từ gì mới không nào? Rồi ạ. Hoàn toàn không có từ gì mới. Bây giờ thầy sẽ ra câu hỏi cho em đấy. À, sẽ ra câu hỏi cho em. À, ở đây có cô gái tên là Maria. Cô nói là Mê nhá ra vụt Maria, tức là cô là người kể lại câu chuyện này. Có đúng không? Đấy, đúng chưa? Có phải không em? À, ai kể lại câu chuyện này? Có. À, ai kể lại câu chuyện này? Nó, nói nào. Maria. Ai kể lại? Maria kể lại. Đấy. Vậy thì Maria sẽ là ai? Maria sẽ là tác giả của cái câu chuyện này. Đấy. À, đúng không nào? Đấy, có phải không? Nó. Có. Có đúng vậy không? Đấy. À, đó. Thế vậy thì thầy giáo sẽ ra câu hỏi cho em nhé. Thầy sẽ ra câu hỏi cho em là Кто автор этого рассказа? Кто? Đấy. À, có câu hỏi. Кто автор рассказа? Đấy. Кто автор рассказа? Ai là tác giả của câu chuyện này? Đấy. Nó. Nó. Ở đây chúng ta sẽ có từ автор, từ mới đối với em. Автор. Từ рассказ thì chúng ta biết rồi. Đấy. Có nhớ từ рассказ không nào? Рассказ là câu chuyện. Đấy. À, vậy thì ở đây chúng ta có từ mới автор. Кто автор рассказа? Кто автор рассказа? Ai là tác giả của câu chuyện này? Chúng ta trả lời nào. Nó. Это Maria. Nó. À, chúng ta sẽ trả lời như sau nhé. Автор. Автор. Ой. Автор, да? Ой. Так. А, автор. Рассказа Maria. After рассказа Maria. Tác giả của câu chuyện này là Maria. Đúng không? Đấy. Có phải thế không? Có. Đúng chưa? Có. À, đúng rồi. Đấy. À, tác giả của câu chuyện này là Maria. À, хорошо. Bây giờ thầy sẽ hỏi em câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ hai. Как ее фамилия? Как ее фамилия? Как ее фамилия? À, thế là cái gì đấy? Họ của cô ta là gì? Как ее фамилия? Đấy, trả lời nào. Chúng ta trả lời sao? Ее фамилия это Иванова. À, ее фамилия Иванова. Ее фамилия Иванова. À, хорошо. Так. À, thì bây giờ chúng ta sẽ có câu Это моя семья. Это моя семья. À, thế thầy sẽ có câu hỏi như sau.
Chia это семя. Chia это семя. Chia это семя. Chia это семя. À, đó là gì nào? Chia это семя. À, đó, có nghĩa là đây là gia đình của ai? Đây là gia đình của ai? Đấy. Chia это семя. Chúng ta trả lời sao? Это Maria семья. Это ее семья. Это ее là của cô ấy, đấy. À, đúng không nào? Chúng ta có từ ее, đấy. Ее, ее là của cô ấy. À, đúng không? Đó. Đây, ее là của cô ấy. Đúng không? Đấy. À, của cô ấy. À, ta. Thế vậy thì это ее семья, đó là đây là gia đình của cô ấy. Đấy. Хорошо. À, đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. Так, chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nhé. Chúng ta cùng nhau xem tiếp. Это мой отец. Это мой отец. Vậy thì chúng ta sẽ hỏi thế nào? Кто? No. Кто это? Đấy. Кто это? Кто это? À, chúng ta sẽ trả lời sao nào? Это ее отец. Ее отец. Это ее отец. Хорошо. Как его зовут? Как его зовут? Ông ấy tên là gì? Зовут. No. Как его зовут? Как его зовут? No. Trả лời nào. Его зовут Николай. А, đúng rồi. Đã chúng ta trả lời. Его зовут Николай. Его зовут Николай. Николай, trọng âm rơi vào âm ai, cho nên là âm o đứng trước nó bị đọc là a. Chúng ta sẽ đọc là Николай. Его зовут Николай. Đấy. Его зовут Николай. À, chúng ta cùng nhau xem tiếp nào. Его зовут Николай. À, так. А кто это? А кто это? No. Ее мать. А, chúng ta sẽ hỏi. А кто это? А кто это? Đấy. Так вот. А кто это? Chúng ta trả lời. А это ее мать. Хорошо. Как ее зовут? Как ее зовут? No. Зовут. Ее зовут. Как? Có nhớ không nào? Em. Наталья. Наталья. Đấy. À, её зовут Наталья. Хорошо. À, оп. Đâu rồi? Chúng ta sẽ ở đây rồi. Так. Нет, это не то. Ух ты, ух ты. Ух ты. À, đây, đặt bọn lên đây. Đấy. Так. À, хорошо. Её зовут Наталья. Chúng ta sẽ cùng nhau xem tiếp nào. Мой папа и моя мама это мои родители. Đấy. À, cái câu này chúng ta không thể hỏi được. Câu này không thể đặt câu hỏi được. Đấy. Đó. À, bố tôi và mẹ tôi là bố mẹ của tôi. Nghe thế thì rất là buồn cười đúng không nào? Nhưng mà trong tiếng Nga thì nghe được, bởi vì sao? Đó lại là cái từ hoàn toàn khác đấy. Родители, đúng không nào? Đấy. À, thế như kiểu tiếng Việt chúng ta nói là à, bố tôi và mẹ tôi là hai cụ thân sinh ra tôi, thì nghe có phải buồn cười không? Đấy. Đúng. Bất tạc quật. Giống phụ huynh thế. Giống phụ huynh thế. À, em nói sao? Cái từ rodicili đấy giống cái từ radicili ấy giống từ phụ huynh. Phụ huynh đấy, là phụ huynh của tôi thì nghe thấy chả buồn cười à? Đấy. Đấy. Хорошо. Nào, phụ huynh là đấy, nói là trong quan hệ đó là nếu đó là học sinh đấy thì chúng ta gọi là phụ huynh, đúng không nào? Đấy. À, nhưng đây là không phải là học sinh. Thế cho nên chúng ta không thể dịch là phụ huynh được đấy. À, вот так вот. Хорошо. À, так, а это кто? Chúng ta trả lời nào. Thầy sẽ không cần viết nữa bởi vì cái này nó dễ rồi. Đấy. À, это кто? Это мой брат. Это мой брат. Это мой брат. Хорошо. Как его зовут? Его зовут Андрей. Андрей. Хорошо. А это кто? Это его жена. 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 Это его жена. Это его жена. Это его жена. Его жена. Как ее зовут?
Ее зовут Катя. Катя, хорошо. А это кто? Это их дети. Это их дети. Хорошо. Как их зовут? Как их зовут? Их зовут Дима и Дима и Наташа. И Наташа, хорошо. Дима это кто? Дима это ее. Ее племянник. Племянник. А, да? Племянник Марии. Племянник Марии. А Наташа кто? Наташа. Наташа. Это ее племянница. А, Наташа это ее племянница. Хорошо. А она кто им? А она Мария кто им? Мария кто? Это их тетя. А, Мария это их тетя. Хорошо, хорошо. Так, а это кто? Это ее бабушка. Бабушка. А это кто? Это ее дедушка. Дедушка. И Мария кто им? Мария кто им? Это внучка. А, внучка, да? Внучка. А, Мария их внучка. Андрей кто им? Андрей, кто им? Но. Это их внук. А, Андрей их внук. Хорошо. Хорошо. А это кто? Это ее тетя. Это ее тетя. Как ее зовут? Ее зовут Елена. Елена. А как зовут Елены мужа? Как зовут мужа Елены? Как зовут мужа Елены? А, có nghĩa là gì? Chồng của cô Елена tên là gì? Михаил. А, да, его зовут Михаил. Его зовут Михаил, да, да? Хорошо. Ну все, остальное мы не будем задавать вопросы, потому что это будет путаница. Còn những cái còn lại chúng ta sẽ không hỏi, nó sẽ gây ra sự rối rắm. Михаил мой дядя. Chúng ta sẽ phải dùng cách 3 để hỏi, mà cách 3 em chưa biết cho nên là em sẽ không hiểu. Mình sẽ có thể hỏi là gì nào? А Михаил кто? À, Marie, đấy. À, кто Михаил? Marie. Là Михаил là ai đối với Maria? Hỏi thì hoàn toàn có thể hỏi được, nhưng mà nó ngoài cái tầm kiến thức của em đấy. Так вот. Хорошо. Как зовут собаку? Собаку? Шарик. Его зовут Шарик. Хорошо. А где их кошка? Вот она. Вот она. Как ее зовут? Ее зовут Мурка. Хорошо. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau để làm gì nào? Chúng ta sẽ cùng nhau đặt câu hỏi đấy. Chúng ta sẽ có câu hỏi này. Em xem câu hỏi này đấy. Maria, твоя фамилия Петрова. Maria, твоя фамилия Петрова. Nói sao nào? Maria, họ của cậu là Петрова có phải không? Maria, твоя фамилия. Твоя фамилия Петрова? Ты так, да, моя фамилия это Петрова. Нет, да? А, нет, моя фамилия Иванова. Đây là câu hỏi trong bài, да? Нет, моя фамилия Иванова. Хорошо. Мария, Наталья это твоя сестра? Нет, это Наталья, моя мама. А, нет, Наталья моя мать. Хорошо. Мария, Дима твой дядя? Нет, это моя племянник. Племянник. Дима это мой племянник. Племянник là danh từ giống đực, cho nên là мой Дима, мой племянник. Хорошо. Андрей это твой отец? Нет, это мой отец. Нет, это мой брат.
Нет, Андрей это мой брат, да? А хорошо, потому что отец отца зовут Николай. А, да. Помнишь, да? Да. Мария, шарик, это твоя кошка? Нет, это моя собака. Собака. Нет, шарик, это моя собака. Хорошо. Мария, Елена твоя племянница? Да, это моя племянница. Нет, это моя тетя. Елена, это моя тетя. Хорошо. Мария, Михаил, это твой брат? Нет, это мой папа. Это мой дядя. Михаил, это мой дядя, да? Михаил, это мой дядя. А папу зовут Николай. Помнишь, да? Николай. А это Михаил. Хорошо. Мария, Мурка, это твоя бабушка? Нет. Мурка, это моя кошка. Это моя кошка, а тут говорит бабушка. Ну хорошо. Ну это мы уже поговорили по тексту, да? Хорошо. А, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xác định đâu là danh từ giống đực, đâu là danh từ giống cái và đâu là danh từ giống chung. Đấy, ở đây chỉ có giống đực, giống cái và số nhiều. Thì chúng ta biết rằng các danh từ giống đực sẽ có những dạng đuôi gì nào? Các danh từ giống đực đấy. À, chúng ta sẽ cùng xem nhé. Danh từ giống đực của chúng ta sẽ có những dạng đuôi đấy. Đây thì ta sẽ ghi cho em là giống đực đấy. Tác giống giống đực. À đúng nào. Giống đực sẽ có dạng đuôi gì nào? Giống đực này, sau đó là giống cái này. Đấy. À sau đó là số nhiều này, đấy, một tập đấy. Đây là giống số nhiều. Giống đực sẽ có những dạng đuôi gì? Nó sẽ có là hai âm đực, phụ âm. Giống đực có thể là phụ âm đấy, tận cùng là phụ âm, đúng nào đấy, phụ âm đấy. À có thể là gì nào? Có thể là dấu mềm đấy. À có thể là phụ âm, có thể là dấu mềm, đúng nào đấy, ột tạ đấy. À хорошо, giống đực chỉ có hai dạng đuôi này thôi, à, đúng không đấy. À đây là giống cái đấy. Tiếp theo đây là của chúng ta sẽ là giống cái. Đây là giống cái, ta biết là sai đấy. À đây là giống cái, хорошо. À giống cái này. À giống cái thì sẽ có những dạng đuôi gì nào? Kết thúc bằng a với ya. À giống cái có thể kết thúc bằng đuôi a. À đấy, có thể kết thúc bằng đuôi ya. Và ở đây về nhóm này cũng có kết thúc bằng đuôi y ya. Thế và dạng tiếp theo nữa là có thể kết thúc bằng dấu mềm đấy. Đúng nào. Đó. À đây là ba dạng đuôi của giống cái. Đấy. À các gì? Đây là có nghĩa là giống mềm đấy. À đây là giống mềm. Chúng ta sẽ viết đây là giống mềm. À thế như vậy ở đây chúng ta nhìn thấy rằng là giống đực cũng có thể kết thúc bằng giống mềm và giống cái cũng có thể kết thúc bằng giống mềm. Đó là đối với những trường hợp mà nếu danh từ chỉ người thì dễ. Đó là có thể xác định đó là đàn ông thì là giống đực và đàn bà thì là giống cái đấy. Nhưng mà nếu đó là những cái danh từ mà giống mềm mà chỉ bất động vật, ví dụ như là quyển vở, ví dụ như là cái khoan đấy, ví dụ như là cái nhẫn chẳng hạn đấy, cái nhẫn đeo trên tay chẳng hạn đấy, à đó thì nó có dấu mềm ở cuối, người ta sẽ không biết đó là giống đực hay là giống cái, bởi vì không có cái dấu hiệu gì để chỉ rằng đó là đực hay là cái, cho nên bắt buộc chúng ta phải tra từ điển đấy, em hiểu chưa đấy. À đó. À thế như vậy đến đây chúng ta thấy đó là cái cách mà chúng ta xác định đó là danh từ giống đực hay là giống cái. Thế còn danh từ số nhiều, ở đây chúng ta sẽ có danh từ số nhiều đấy. Số nhiều. À đối với danh từ số nhiều thì nó sẽ có những dạng đuôi gì nào? À đối với danh từ số nhiều ở đây chúng ta có thể là danh từ có thể tận cùng bằng y. À, đấy. Danh từ có thể tận cùng bằng y, danh từ có thể tận cùng bằng ư, đấy. Và danh từ có thể tận cùng bằng gì nữa nào? À danh từ có thể tận cùng bằng, đấy là đối với cái danh từ giống giống đực và giống cái thì có thể là hoặc là y hoặc là ư đấy. Thế còn đối với cái danh từ giống chung nữa thì chúng ta sẽ xét sau. Vậy thì ở đây chúng ta chỉ nhìn thấy là nó không có danh từ giống chung, cho nên chúng ta chỉ xem xét giống đực, giống cái và số nhiều. Vậy thì nếu mà đối với cái danh từ giống đực thì nó có thể thay bằng một cái đại từ nhân xưng, đó là đại từ gì? Ổn đấy. À đối với danh từ giống cái có thể thay bằng đại từ gì nào? Anna đấy. À, Anna đúng không nào? Đấy, tạc một. À, ta хорошо. Và đối với danh từ số nhiều thì thay bằng đại từ gì nào? Ani. Đó là Ani. Đấy, đó, tạc một. Thế vậy thì ở đây chúng ta sẽ có từ match. Match là chỉ người phụ nữ, cho nên là Anna.
Dieduska là gì nào? Chỉ ông là... À, Dieduska là ồn đấy. À, đúng không? À, có phải không nào? À, vậy thì ở đây chúng ta sẽ cho nó sang cái màu khác nhé. Để cho nó... Rõ đấy. Ồ, ta. À, ta khá sốc. Вот. À, đó là ồn. Babushka hay là gì nào? Anna. Anna. À, babushka thì là Anna đấy. À, вот так вот. À, внучка là gì nào? Nuchka là cháu gọi bỏ gọi của gọi ông bà cháu gái. Đã, nhưng mà là ô này là Anna. 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 À, bởi vì sao từng cung bằng A đấy. Vnuchka đó là cháu gái. Radichili là gì nào? Radichili là ôn. Là A nhỉ đấy. Là A nhỉ bởi vì số nhiều mà đấy. Brat là gì nào? Ôn. Ôn đấy. Хорошо. Chúng ta có племянник là gì nào? Ôn. Cũng là ôn đấy. Семья là gì nào? Это Anna. Anna. Да, сестра. Тоже Anna. Anna, дом. Chúng ta có danh từ дом là chỉ ngôi nhà đấy. Là gì nào? Ôn. Ôn bởi vì sao tận cùng bằng phụ âm đấy. Собака là gì nào? Это Anna. Anna, đấy. Chùa cha là gì nào? Тоже Anna. Тоже Anna. Хорошо, внук. Он. Он. Хорошо. Племянница. Это Анна. А, племянница ла. Анна, да? Анна, хорошо. Дети. Дети, это Ани. Ани, да? А, Ани, хорошо. Муж. Муж, это он. Он, да? Хорошо. Кошка. Кошка, это Анна. А, кошка ла Анна, да. Хорошо. Ты тел дядя. Дядя это Анна. Дядя это он, да? Bởi vì sao? Đó là ông chú, ông bác đấy. Chỉ đàn ông mà, đấy. À, đúng không nào? Đấy. Thế vậy thì đến đây thì chúng ta đã cùng nhau xác định được xong đó là giống của danh từ, đấy. À, giống của danh từ và ở đây mình sẽ gửi cho bạn một số những cái bài tập mà bạn sẽ có thể tự làm đấy. Đó, thấy chưa nào? Những bài tập này bạn dựa vào cái mẫu câu này và bạn sẽ làm хорошо, đấy. À, hôm sau chúng ta sẽ đi nhanh qua để chúng ta sửa nhé. Đồng ý chưa? Хорошо. Nhất trí chưa nào? Đấy. Nó. Gì nữa nào? Có hỏi gì nữa nào? Я думаю, у меня не есть. Câu hỏi là gì nhỉ thầy? Нет вопроса. У меня нет вопроса. Нет вопроса. Нет вопроса. Нет вопроса. Đấy. Và người Nga nói rằng у матросов нет вопроса. Матрос là anh chàng thủy thủ. À, các chàng thủy thủ không có một câu hỏi nào cả. У матросов нет вопросов. Thế tại sao lại матросов? Bởi vì sao? Là con nó có đuôi ổ. Nghe nó vần cho nên người Nga nói vui là gì? У матросов нет вопросов. Đấy. À, đó. Được chưa? Хорошо. На этом мы закончим наш урок. Спасибо. À, chủ đề chính của ngày hôm nay đó là chủ đề gia đình với rất nhiều những cái từ vựng. Đấy. Thế và chúng ta học thêm gì nào? Khái niệm về danh từ giống đực và giống cái cùng với các đại từ sở hữu. Môi, mài giá, mài yố, mài ỉ. Đúng không nào? Đấy. Và có một số những cái mẫu câu để chúng ta gọi là thực hành. Đấy. Những cái câu đối thoại để chúng ta thực hành. Cho nên là em xem kỹ nhé. Đọc kỹ nhé. Hôm sau chúng ta sẽ lượt qua phần bài tập này trước khi mà chúng ta sẽ cùng nhau sang bài mới. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания. Пока. Да, пока. Các bạn đang xem video trên kênh Vui Học Tiếng Nga do Hoàng Video giảng dạy. Chương trình dạy online bộ môn tiếng Nga được thực hiện hàng ngày với nhiều bài học cấp độ khác nhau. Trân trọng xin mời các bạn bấm đăng ký theo dõi kênh để nhận bài thường xuyên. Bấm like và chia sẻ bài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã ghé thăm kênh. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video tới.